giả vờ ngất để thử lòng cô giáo Hàn Quốc, nhóm học sinh khiến cô bật khóc vì xúc động. Theo đó, trong đám đông, một nữ sinh đang nằm dài trên mặt đất, gương mặt nhăn nhó, có lẽ vì đau do bị trượt ngã. Bên cạnh là một cô giáo với tâm trạng vô cùng hoảng hốt, liên tục lay bạn nữ tỉnh dậy, đồng thời nói với tất cả mọi người đang đứng xung quanh với giọng điệu hoang mang và lo lắng. Đầu em không sao chứ, phải làm thế nào bây giờ? Tuy nhiên, thay vì cô giáo một tay sơ cấp cứu cho bạn nữ hay trả lời câu hỏi của cô giáo, thì tất cả mọi người lại đồng loạt vỗ tay và hân hoan hát vang bài ca mừng Giáng sinh và năm mới. Bạn nữ đang ngất xỉu cũng bật dậy, tươi cười tỉnh táo và đại diện tất cả các bạn học sinh, gửi một món quà cho cô giáo. Trước tình huống và món quà đầy bất ngờ từ các em học sinh, cô giáo đã không khỏi xúc động, nước mắt rưng rưng không nói nên lời, chỉ biết cười tươi trong niềm hạnh phúc và thỉnh thoảng lại quay mặt đi để che đi sự ngại ngùng của bản thân. Một số bình luận được mọi người để lại sau khi xem qua đoạn clip: do xem quá nhiều phim trên kênh K-drama nên mặc dù tôi không biết tiếng Hàn nhưng vẫn có thể hiểu hết cô giáo đang nói cái gì. Bạn kia bật dậy và nói: kinh chán à, bà đang nằm chắc cũng đang ráng nín cười dữ lắm đằng sau cái lớp khẩu trang kia. Mới đầu coi tôi còn tưởng cô giáo nhận được quà vui quá nên ngất xỉu luôn á chứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.